Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa vậy. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp cho nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản chung của mọi người. Vâng, thưa các bạn, sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận đối với mọi người, mà ngày càng có nhiều minh chứng khoa học đã cho thấy những tác động rất tốt của việc đọc sách đối với sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Để thúc đẩy phong trào đọc sách hôm nay, đặc biệt là đọc sách khi còn nhỏ, tôi, Vũ Xuân Điệp, rất vinh dự được đại diện cho tập thể lớp 11B3 trường Trung học phổ thông Gia Vệ C, xin giới thiệu đến mọi người một cuốn sách mà tôi cảm thấy rất tâm đắc, hay ở ý nghĩa đó chính là mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Với nội dung theo kiểu kể chuyện và phân tích những câu chuyện như một dẫn chứng cụ thể và sống động cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Lưu Chí Phong là một tác giả sống tại Mỹ, có nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí, sách báo. Mỗi bài viết đều sưởi ấm trái tim hàng triệu độc giả. Không ngoại lệ, cuốn Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành cũng vậy. Nó mang đến cho ta những quan điểm của tác giả về thất bại. Không có gì đáng sợ, mà đáng sợ là chúng ta không biết vượt qua, và nó là một câu chuyện hết sức là đời thường trong cuộc sống. Tác giả Lưu Chí Phong dẫn dụ những câu nói, những câu chuyện thực về đối nhân xử thế, về đạo đức, về kinh doanh, để rồi phân tích rõ nét cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về sự thất bại của mỗi người. Từng chương, từng mục nhỏ trong sách như một bài học, tuy giản dị và ý nghĩa biết bao nhiêu. Cuộc đời vốn là những bước chân, mọi có bước tiến lên cũng phải có lúc tiến xuống, đôi khi chúng ta phải vấp ngã một lần. Vì thế, chúng ta cần tự khích lệ bản thân để vượt qua khó khăn, sống lạc quan, xây dựng tầm nhìn, rời khỏi chiếc giường bởi nó chỉ là chốn bình yên tạm thời, chứ không phải là nơi để trốn tránh trách nhiệm. Phải biết đối diện với bản thân, đối diện với khó khăn, bởi một lời khuyên chưa chắc khiến bạn tốt lên, nhưng không đọc những lời khuyên thì rất có thể bạn sẽ xấu đi. Trưởng thành là câu chuyện có những vết xước, vấp ngã. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là phong cảnh tuyệt mỹ nhất. Giống như những đứa trẻ đang tập đi, chúng phải vấp ngã và vấp ngã không biết bao nhiêu lần thì mới có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình. Thất bại quả thật không đáng sợ, mà sợ nhất thất bại rồi thì chúng ta lại bỏ qua, bi quan. Chúng ta không biết sau mỗi lần vấp ngã ngày mai sẽ ra sao, nên hãy cứ đi và đi trên chính sự vấp ngã đó để chúng ta có thể bước tới thành công. Chỉ cần hơi thở và cần cơ hội, chỉ cần cố gắng là có thể hy vọng. Dù trải qua hàng ngàn lần vấp ngã thì không gì có thể ngăn cản ta bước tới tương lai. Có thể nói sách là người bạn trung thành, tri kỷ với mỗi người và mang đến cho ta những niềm vui, sự mạnh mẽ, hạnh phúc và cho ta nhận ra những nỗi buồn của những số phận nhỏ bé. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành, mang đến cho tôi rất nhiều ý nghĩa hay, nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ nản chí hay từ bỏ sau những lần vấp ngã ấy. Âm nhạc có lúc trầm, lúc bổng, lúc thật thì có màu sáng, màu tối, mà cuộc sống của con người cũng không ngoại lệ. Lúc vui buồn, đắng cay, lúc nắng mưa, gia vị cũng có đắng cay ngọt bùi cơ mà. Mà con người ta cũng thế, để thế sẽ có những lúc cuộc sống tươi mới, vui vẻ, bình yên, nhưng cũng sẽ có lúc bạn phải chịu nhiều vất công, khó khăn, đau đớn. Và đây cũng là bài học lớn cho tôi, bởi tôi nhận ra rằng khi vấp ngã thì phải đứng dậy, bạn chẳng thể bước tiếp nếu cứ ngồi ý ra để than vãn, trách cứ cuộc đời. Khi bước vào tuổi 17, tôi cũng đã có những lần vấp ngã, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân và sự yêu thương của cha mẹ, thầy cô, tôi đã có thể tự tin hơn nhiều để có thể bước đến chặng đường tiếp theo. Và còn một cuốn sách mà tôi cảm thấy rất cảm thấy thầy COVID hiện nay, đó chính là Quyển sổ tay COVID-19. Kể từ tháng 3 năm 2020, việc bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 đã được tuyên bố là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, gây quan ngại quốc tế, và loại virus này đã lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, và Việt Nam ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta đã phải trải qua 4 đợt dịch bùng phát, và lần thứ 4 này là lần rất nguy cấp. Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 lần này đạt kỷ lục số ca nhiễm. Vì thế chúng ta hãy thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế và chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, không nên đi ra ngoài khi không cần có việc gì cần thiết, đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để Việt Nam ta sớm vượt qua dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường như trước kia. Tôi xin trân trọng cảm ơn.